cây bưởi nè. Cái bưởi này bị mắc trên cây luôn, hết biết cái bưởi. Nặng chịch luôn trời. Wow. Đây nè, cái bưởi vừa đi cho bác. Mít luôn. Bưởi chín vàng khè. Đó, tham quan vườn bưởi trường Phan Bảo Châu, cô Trang phó hiệu trưởng trường. Wow. Quá trời trái luôn. Hết biết trái. Bên đây nè chị. Ô cô. Ông đang canh gốc hoa hay gì vậy? Chưa, đợi mấy cô sắp xếp rồi cái mình quay. Bưởi nè mọi người. Bưởi. Trái bự. Trái bưởi trái bự mà. Ê mà tôi nói nghe đây nè. Lúc á. Tiếng Phương kìa nó phúc âm chứ bưởi nó. Nghe đây nè. Kìa. Làm chơi chụp nó con. Đừng có dặn luôn cái tôi đó, đá rồi gớt luôn.